chị canh cái môi em đi canh môi mẹ mẹ giống chị Giang ơi cho anh được ăn ơi để anh cứ em này này xíu rồi em bảo với các bạn bảo là em nghe bảo Thư vào đội nào là đội đấy. Đâu, Thư ở lớp sao may mắn. Bây giờ đặt tên team, team mình tên gì? Không, Thư sao đáng mộng sao thế. Rồi là gì, team mình team gì anh? I wonder how, I wonder why. Ủa, ra đó là bạn là cái này đâu. Ờ, thì nói đi. À, team của tụi mình là Tiểu Thư và Những Kéo Đang Thang. Ủa, sao nó rung yếu vậy? Bao giờ thì vào ta? Ôi, cảm thấy cái mỡ đang được đánh tan nhưng buồn tẻ quá mọi người ơi. Nói một lời thôi người ơi, người có nghe không? Nói một lần thôi người ơi, người có nghe không? Người ơi hãy nói đi. Em đừng như thế. Trả lời anh đi. Chỉ một lần mà mắt em đến mãi mãi. Hứa rồi một lần nữa, cô hứa một lần nữa. Hứa cho em là lời anh hứa. Em đã bước đi không về đâu anh. Em đừng xa anh, quay về đi người ơi. Làm lại từ đầu đi người ơi. Giờ gì anh hứa để làm gì, đã không còn là gì. Hứa để trọn đời vẫn hy vọng. Thì một ngày mai mình quay về với anh, về bên anh như ngày xưa mình đã ở bên nhau. Đại ơi, 36.199. Má nó đứt lắc quá mọi người ơi. Má cái ngấn nào nó đập ngấn đó luôn á. 1, 2. Nói một lời thôi người ơi, người có nghe không? Nói một lời thôi người ơi, người có nghe không? Người ơi, người nói đi. Em đừng như thế. Trả lời anh đi người ơi, người có nghe không? Trả lời anh đi người ơi, người có nghe không? Người ơi, người biết chăng tim anh nhớ. Đã sao cũng qua như giấc mơ. Đâu chỉ một lần mà mẫn em đến mãi mãi. Hứa một lần nữa, cố hứa một lần nữa. Hứa cho em nghe lời anh hứa. Giờ thì anh hứa để làm gì, đã không còn lại gì. Hứa để trọn đời vẫn hy vọng. Hứa tin một ngày mai anh sẽ quay về với anh, về bên anh như những ngày xưa mình đã. Wow, 7.200. Mình hơn, bye bye, được. Giùm cái gì chứ, mệt quá. Thôi á, mọi người em mới ăn xong á. Hồi nãy mình nghĩ cái này nó dễ lắm nhưng không. Với một người chưa bao giờ hơn móng tay. Ê, cái này nọng, nó rung nọng em. Coi kìa, nó cười, nhanh lên. À, cái tip mà để mà mình chơi trò chơi này là mình cứ để yên xong cái máy rung nó tự sơn đó chưa, đỉnh cao chưa, nay là em hiểu rồi. Rồi ủa sơn một bàn thôi mà, thì sơn có một bàn mà. Oh,
không? Cảm giác nó vô cổ họng xong cái nó lắc cái nó chào gần. Ok, bây giờ sẽ ngồi lên máy rung và gà sẽ make up cho mình. Chết cha ơi, đúng không nữa. Hay bộ em nó hay đập 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 đập. Đúng như bà tường nhé. Đánh cái sống mũi cho nó cao. Chết mẹ. Lật quay. Mẹ giống chị Giang ơi. Được anh ơi. Để anh cứ em ai bỏ. Thôi à. Rồi. Chưa đánh má hồng đi. Má hồng đâu rồi chú chó vậy? Rồi, xong. Xong rồi. Rồi. Trời rồi xong. Mình cảm thấy không anh mày cho lắm các bạn ơi. Kiểu cái mức độ này nó không có đều á. Có đâu. Em không đấu được cái nắp luôn á. Rồi mình sẽ lấy một màu nút nha. Mình tan đều khắp màu mắt. Mà đừng có nhựa cái nheo mắt lại. Thì bây giờ thôi mình tận hưởng thôi đúng không mọi người. Giống như các bạn bị hiếp dâm á. Một các bạn trong mắt. Anh nói cái gì vậy anh? Anh nói cái gì vậy? Các bạn tận hưởng. Rồi. Em không cần làm gì, không để lên thôi là nó tự động lại chị. Mà không, má hồng chưa đi. Nè rồi, đi luôn rồi. Ôi anh em mới cấp cho anh để anh lên sân khấu anh diễn hay anh đi đóng phim. Được luôn, làm được hết. Mình đi đâu là mình cái tông này là cái tông đơ á. Mình đi đâu là mình cũng vô. Gọi đưa em cái dao cà rau mọi người ơi. Ôi đâu đâu đâu. Nó leo dưới rồi. Rồi, trời ơi đẹp quá ha. Mình thấy không phải thấy bàn lắm đâu. Ê đẹp lắm luôn á. Tắm là gì á? Đẹp hả? Con trai thì xinh mà. Trời ơi. Chuẩn bị nha. Máy chờ. Ủa đây là những gì hy sinh mình vậy thật. Từ. Không thì quay đi. Chị em ta là chị em ta. Ok luôn. Ôi da mặt em dạo này đẹp. Ủa chậm. Không muốn nói giờ. Chậm nghe nè. Dân lõi nè. Giống như con. Chúng ta sẽ đánh caution. Chúng ta sẽ dặm caution nào. Chị ơi, nhìn đầu con hồng hạc nó lắc như con điên. Thì đâu hai đứa mình có như đâu bình thường đâu. Bây giờ chúng ta sẽ tới phần mic. Ôi trời ơi, trời ơi. Em muốn dùng tông nào? Em muốn dùng tông nào? Tông hồng đường từ nay ra thẳng sao? Em rất bình tĩnh. Cái này là mình bật con rồi. Em giữ đâu. Chị canh cái môi em đi, canh môi. Chết mẹ cái.
không phải ý là nhọt xương sống cái gì rồi. Ý là không có ý thiệt. Thiệt. Ý là cứu sao?